Xin chào các bạn. Chào mừng các anh chị đến với buổi chia sẻ thiết kế slide PowerPoint. Tâm, đại diện công ty Balance, thực hiện buổi chia sẻ này. Thiết kế slide PowerPoint được Balance trình bày dưới hình thức là một cái khóa học về huấn luyện hội nhập. Thì khóa huấn luyện hội nhập này được sử dụng khi nào? Khi một nhân viên mới vào thì phòng nhân sự hoặc là trưởng bộ phận sẽ là người huấn luyện nhân viên mới, giới thiệu về doanh nghiệp, về những chính sách, về sản phẩm cũng như các quy định và lộ trình phát triển cho người nhân viên mới được biết. Vậy một cái dàn ý tổng quan về khóa huấn luyện hội nhập gồm có mấy phần thì Balance sẽ thực hiện cái slide PowerPoint này dưới dạng khóa huấn luyện hội nhập. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem khi chúng ta thực hiện xong một cái slide PowerPoint cho khóa huấn luyện hội nhập thì sẽ có hình thức như thế nào các anh chị nhé. Khóa huấn luyện hội nhập này gồm có 5 phần. Với phần 1, tổng quan về doanh nghiệp, giới thiệu về doanh nghiệp mình có thành lập như thế nào, có sứ mệnh ra sao. Và phần thứ 2, đó là về phần cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, gồm các phòng ban, các cấp lãnh đạo như thế nào thì mình sẽ giới thiệu ở phần 2. Ở phần 3 thì khóa huấn luyện hội nhập này giới thiệu về các quy định thời gian làm việc cũng như các ngày phép nghỉ không lương. Ở phần 4 thì giới thiệu về chính sách, về thu nhập của một người nhân viên, về khen thưởng, về KPI, về thưởng cuối năm chẳng hạn. Và phần thứ 5 đó là về thăng tiến và lộ trình phát triển của người nhân viên. Vậy qua màn hình các bạn thấy rằng một cái khóa huấn luyện hội nhập được trình bày với 5 phần, và khi mình nói tới đâu thì mũi tên cũng như nội dung nhảy ra tới đó, rất là xịn sò phải không các anh chị? Vậy mình làm sao mình thiết kế một cái slide PowerPoint này? Thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với các anh chị nhé. Bây giờ chúng ta hãy làm một cái slide mới. Mình chọn New Slide. Thì tùy theo màu sắc nhận diện thương hiệu mà mình sẽ làm màu sắc theo doanh nghiệp của mình. Ở đây Tâm chọn màu xanh. Và để cho nó gọn gàng không đẹp thì mình làm cái No Outline. Mình chọn No Outline các anh chị nha. Rồi. Và mình cần một cái nền trắng để mình thể hiện các hình ảnh của mình. Mình chọn màu trắng. Và mình cũng chọn No Outline. Và đặc biệt là khi mình có logo của doanh nghiệp hay là các anh chị làm giảng viên soạn cái slide thì mình nên để cái logo của doanh nghiệp vào đây. Thì ở đây Tâm xin phép để cái logo của bên Balance. Thì thứ nhất, làm sao mình có được cái phòng tròn có góc cạnh như thế này thì mình vào Insert. Mình nhấn phím Shift, khi mình tạo một cái phòng tròn thì mình nhấn phím Shift để cái phòng tròn được tròn chị các anh chị nhé. Mở lớn hơn một chút xíu để mình chị thấy rõ. Vâng. Đây mình cũng chọn No Outline. Và để cho cái hình tròn của mình nó được một cái góc cạnh thì mình chọn Shape cho cái vòng tròn đó. Như vậy mình đã thiết kế xong một cái phòng tròn. Để có một cái phòng tròn đè lên nhỏ hơn thì chúng ta copy, nhấn Ctrl và giữ chuột trái, chúng ta kéo ra một cái phòng tròn. Và để phòng tròn này nó nhỏ hơn thì chúng ta cho nó nhỏ hơn các anh chị nha. Như vậy chúng ta chọn màu trắng, format shape.
hãy chọn một cái màu theo phù hợp cái thiết kế logo hay nhận diện thương hiệu của mình. Ta chọn một cái màu xanh. Như vậy chúng ta đã có một cái hai cái phòng tròn. Vậy làm sao chúng ta cắt được cái nửa phòng tròn dưới? Thì chúng ta sẽ insert một cái khung. Vậy chúng ta đè lên. Ở đây chúng ta có thể group. Chúng ta làm từng bước một. Và chúng ta chọn the mesh. Như vậy chúng ta đã cắt được nữa và chúng ta tiếp tục làm một cái bước tiếp theo. Chúng ta cắt nửa cái vòng tròn ở dưới. Chúng ta vô mesh shape và còn subject. Rồi ở đây họ chưa có hiểu. Ta cần làm thêm. Vậy chúng ta đã cắt xong cái nửa vòng tròn. Rồi cắt cành chạy ha. Vậy làm sao chúng ta vẽ nửa vòng tròn như thế này? Thì cái này cũng có nhiều hình thức làm. Trong một cái cách đơn giản nhất là chúng ta cũng insert và chúng ta chọn một cái độ cong như thế này. Cái này thì cũng rất ít các anh chị thường dùng, thì cũng rất là dễ dàng. Ở đây có cái nút gọi là cho mình tăng giảm độ cao. Và đặc biệt là có cái nút đây, chị thấy ha, nhìn như màn hình chúng ta thấy đây, để chúng ta có thể kéo ha, để chúng ta có được cái vòng tròn như ý, rất là xịn sò. Và chúng ta cũng chọn No Outline và chúng ta có thể chọn một cái shape cho nó để giúp cho cái vòng tròn chúng ta nhìn nó được mạnh mẽ hơn. Như vậy chúng ta đã thiết kế xong. Còn ở đây mình có thể thấy là mình có thể muốn kéo hơn, thì mình có thể chỉnh lại cái chiều này cho nó hai bên nó đồng đều hơn. Nếu mình muốn bự hơn thì mình sẽ tăng nhỏ. Ở đây khá là dễ dàng. Như vậy chúng ta đã thiết kế xong những cái vòng tròn. Và tiếp tục chúng ta làm những cái vòng tròn nhỏ. Insert và chúng ta giữ với shift. Chúng ta có được những cái vòng tròn như ý. Và chúng ta cũng No Outline và chúng ta chọn một cái shape để chúng ta có được những cái kiểu dáng của vòng tròn đẹp hơn, xịn sò hơn. Và chúng ta nhân bản nó ra. Rồi còn lại là chúng ta chọn màu, vô vòng mask shape và chúng ta chọn những cái màu phù hợp theo cái nhu cầu. Cái màu sắc khác nhau, đậm đà, nhìn cho nó hấp dẫn. Rất dễ không các bạn? Rồi, như vậy chúng ta đã làm xong những cái vòng tròn như hình vẽ đây. Vậy để làm được mũi tên như thế này thì chúng ta làm như thế nào? Để có được mũi tên thì mình insert cái hình tam giác. Như vậy mình sẽ gắn ở đây. Mình thu nhỏ lại để mình thấy rõ cái hình mình nhỏ hơn. Mình cũng No Outline và mình chọn cái màu cho nó đồng điệu với lại cái màu ở trên đây.
Như vậy mình đã có được cái mũi tên. Rồi mình để cho nó nhỏ thanh hơn thì chúng ta có thể cho nó nhỏ lại anh chị nha. Tương tự như vậy, mình muốn cho cái tam giác của mình nó mạnh mẽ hơn thì mình cũng vô một mask shape và mình chọn cái mũi tên của mình, hoặc là mình không có làm thì cho nó chìm thì mình sẽ chọn cái hình thức này. Vậy làm sao cho cái kim đồng hồ nó quay? Đây là một kỹ thuật cũng thường sử dụng nếu các anh chị là những người chuyên đào tạo và tạo những cái hiệu ứng thì không có khó. Với cái hiệu ứng cho mũi tim đang quay này thì mình vô nút animation, mình chọn nút spin. Spin này là quay một cái vòng tròn 360 độ. Vậy để chúng ta có được cái vòng tròn nhỏ hơn thì chúng ta cần phải điều chỉnh đó, và chúng ta vào effect option. Thì cái này chúng ta chọn smooth và chúng ta chọn độ rung, thì các bạn nhấn vào nút bao end. Và để lúc ta quay thì chúng ta cần quay bao nhiêu độ, chúng ta có thể chọn một cái nút 75 độ, và khi đó chúng ta cần phải enter để chúng ta xác định lại là tôi chọn góc quay 75, sau đó chúng ta mới nhấn nút ok. Thì các anh chị thấy đang quay tay phải và mình muốn quay về tay trái thì mình phải vào effect option ở đây để mình chọn cái nút quay về bên trái đây. Như vậy thì với góc 75 độ này chúng ta thấy rằng là nó sẽ hơi đi quá thì mình cũng có thể giảm lại, thì mình cũng vào nhấn chuột phải, mình vào effect option là mình giảm lại, quay trái chỉ 65 độ mà thôi. Chúng ta confirm, ok, enter và chúng ta ok. Như vậy chúng ta quay 65 độ thì chúng ta sẽ quay về cái bước số 1. Như vậy để quay về bước số 2 thì chúng ta có thể lít và chúng ta add một cái animation mới cũng spin, và chúng ta quay effect option, chúng ta chọn smooth. Và từ bên đây qua bên đây chúng ta dự kiến rằng nó khoảng chừng 35 độ, chúng ta enter xác định và chúng ta ok nữa. Rồi, như vậy chúng ta coi từ bước 1, số 1. Tiếp theo, số 2, rất là chính xác. Và chúng ta tiếp tục làm nhân bản ra, thêm một cái add animation, một cái spin nữa. Vậy từ đây, chúng ta kèm phải vào effect option. Chúng ta cho cái hiệu ứng nó mượt mà, nó có độ rung nhất định. Và chúng ta xác định là nó chỉ quay 36 độ mà thôi. Các anh chị lưu ý ở đây rằng là tùy theo các vòng tròn của mình lớn nhỏ mà mình sẽ có cái chiều quay, cái độ nó khác nhau các anh chị nha, chứ không nhất thiết là phải 36. Tùy theo mình thấy nó quay đúng cái ý của mình, ở đây là hơi bị quá, mình có thể chỉnh cái vòng tròn này cho nó phù hợp đúng, rồi mình coi lại. Hoặc là mình giảm cái độ quay thì nó sẽ thể hiện đúng, đây là mình hơi quá thì mình sẽ giảm cái độ quay. Đang là 36 độ thì mình chỉ còn lại là 33. Enter xong rồi mình ok. 1 2 3, đúng ý rồi. Thì chúng ta có thể nhích nó lên trên một chút xíu cho nó tới nơi đấy. Rồi chúng ta xem lại nha. 1 2, như vậy chúng ta chỉnh lên, chúng ta thấy rằng là nhiệt độ, cái độ nó sẽ đi hơi khác nha. Chúng ta có thể điều chỉnh nó xuống.
ta kiểm tra lại. 1, 2. Rồi, chúng ta thấy cũng tạm ổn. Ở đây, ta có thể dịch chuyển lên một chút xíu. Rồi, chúng ta làm một cái số 4. Chúng ta cũng add animation spin. Và chúng ta vào hiệu chỉnh effect option. Các mình chọn cho cái hiệu ứng nó smooth ở khúc đầu và khúc đuôi. Và mình cũng nên nhắm rằng là 35 độ là phù hợp. Enter. Rồi mình ok. Rồi mình xem. 1, 2, 3, 4. Rồi mình làm cái cuối cùng. Head animation, chọn nút spin và mình làm cái hiệu ứng này. Mình chọn cái start và end cho nó smooth và mình cũng chọn 35 độ thôi. Enter và nhấn nút ok. Rồi mình kiểm tra. 1 2 3 4 5. Vậy chúng ta có cái số 5 nó hơi xuống chút xíu. Rồi, như vậy còn một cái hiệu ứng này ở cái vòng tròn này. Rồi, chúng ta chọn cái là hiệu ứng wide các anh chị nhé, wide. Và chúng ta chọn cái hiệu ứng from left. Rồi, như vậy là đã xong những cái vòng tròn, những cái hiệu ứng. Chúng ta kéo lên đầu. Rồi, 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta đã tạo xong cái hiệu ứng của cái vòng tròn. Vậy về các phần hình này thì chúng ta sẽ tìm ở đâu? Cũng rất là dễ, chúng ta vào insert và chúng ta chọn icon. Như các anh chị thấy có rất nhiều icon để mình có thể chọn. Đây, mình có thể chọn về sự phát triển. Mình nhấn nút Insert. Ở đây thì có thể cho phép mình chọn theo màu. Có rất nhiều màu mà anh chị muốn, mình sẽ chọn theo màu. Và mình để lên đây. Thì cái vòng tròn của mình nó sẽ hơi nhỏ, thì mình có thể điều chỉnh cái vòng tròn cho nó bự ra một chút. Rồi, mình để cái màu của mình muốn lên đây. Màu này nó hơi tối, có thể chọn cái màu nó đậm đỏ hơn. Chúng ta thấy rõ ra cái màu. Và đây mình cũng thể lần lượt mình chọn thêm những cái insert icon khác. Rất là nhiều hình ảnh và màu sắc mình có thể tha hồ mình chọn. Kéo ra mình thấy rất là nhiều đây, sự phát triển của thăng tiến, mình có thể chọn những cái màu này và mình cho cái màu nó lên đây. Như đây, mình cho cái vòng tròn nó lớn hơn một chút.
Rồi. Chúng ta có màu sắc rất là tốt. Tương tự như vậy, chúng ta tiếp tục tìm những cái icon phù hợp. Đây ha, chúng ta có rất nhiều hình ảnh. Các bạn có thể chọn những hình ảnh nào phù hợp thì các anh chị sẽ để vào. Vậy chúng ta đã có những cái màu sắc khác nhau giúp cho mình dễ thao tác. Các anh chị có thể chọn những cái hình ảnh phù hợp nhé. Chúng ta insert tìm thêm một cái icon phù hợp nữa. Rồi, còn lại là chúng ta cho vào nội dung. Ở đây, phần 1, tổng quan và doanh nghiệp. Chúng ta insert cái text box. Chúng ta chọn Times New Roman. Chúng ta cho cái phông chữ lớn hơn và dễ nhìn. Và chúng ta cho tô màu đậm, hoặc là chúng ta cho một cái màu để chúng ta dễ phân biệt được. Rồi, vậy chúng ta làm cái hiệu ứng. Ở đây chúng ta có thể chọn cái hiệu ứng animation là zoom. Đó, thì phần 1 hiện ra. Chúng ta có thể chọn nút line. Rồi, như vậy chúng ta đã có đây. Để cho cái này nó After period, ta kéo lên đây. Và chúng ta cho nó with period, chúng ta sẽ điều chỉnh.
Rồi, chúng ta xem cái hiệu ứng này như thế nào. Phần 1, tổng quan về doanh nghiệp. Như vậy chúng ta đã làm xong một cái hiệu ứng tổng quan về doanh nghiệp. Chúng ta xem lại nhé. Rồi, chúng ta làm phần 2. Thì ở đây cũng rất là dễ, chúng ta có thể copy và chúng ta điều chỉnh nội dung ở phần 2. Cơ cấu tổ chức. Và chúng ta có thể copy, các anh chị thấy rằng là chúng ta click chọn cái này và chúng ta animation paint, chúng ta click qua đây thì nó sẽ giống cái hiệu ứng của anh này các anh chị nhé. Tương tự như vậy, chúng ta có thể click chọn này và chúng ta copy cái hiệu ứng thì cũng sẽ ra như vậy. Như vậy tương tự chúng ta làm tiếp tục cho những cái hiệu ứng còn lại. Như vậy chúng ta đã xong cái hiệu ứng phần thứ hai, chúng ta cũng sẽ kéo lên, ta nắm hai cái chúng ta kéo lên, chúng ta có sự điều chỉnh. Như vậy chúng ta đã làm xong cái hiệu ứng thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta xem lại. Phần 1, tổng quan doanh nghiệp. Phần 2, cơ cấu tổ chức. Giờ chúng ta qua phần 3. Để cho cái hình này nó rõ hơn, chúng ta có thể click ra đây. Rồi, ở phần 3 chúng ta cũng đã copy cái hiệu ứng này và chúng ta tiếp tục phần 3 copy cái phần này. Phần 3 có tên là quy định và thời gian làm việc. Quy định và thời gian làm việc. Ta cho kịp canh giữa. Rồi, chúng ta đã copy cái phần này rồi, phần này chúng ta đã tạo hiệu ứng rồi. Bây giờ chúng ta cũng kéo cái hiệu ứng này lên đây. Và chúng ta có thể chọn After, ta nhảy ra, cũng được các anh chị nhé. Và chúng ta tiếp tục. Rồi, chúng ta cũng copy cái hiệu ứng này.
animation, zoom, và chúng ta copy cái phần 4. Phần 4, chính sách và thu nhập. Chính sách và thu nhập. Ta kéo lại. Ta có phần 4. Như vậy chúng ta cũng kéo cái hiệu ứng này lên đây. Và chúng ta with preview thì chúng ta có sự điều chỉnh. Và cuối cùng chúng ta cũng copy cái hiệu ứng này. Và chúng ta cũng copy cái phần 4. Phần 5, thăng tiến và phát triển. Phần 5, thăng tiến và phát triển. Rồi, chúng ta xem lại từ đầu. Phần 1, tổng quan về doanh nghiệp. Phần 2, cơ cấu tổ chức. Phần 3, quy định và thời gian làm việc. Phần 4, chính sách và thu nhập. Phần 5, thăng tiến và phát triển. Cái nào chúng ta thấy nó chưa có được đúng thì chúng ta có thể là căn chỉnh lại, để chúng ta có được nó nhìn nó đẹp hơn. Rồi chúng ta xem lại. Phần 1, tổng quan doanh nghiệp. Phần 2, cơ cấu tổ chức. Phần 3, quy định thời gian làm việc. Phần 4, chính sách và thu nhập. Phần 5, thăng tiến và phát triển. Này chúng ta có chưa có được chính xác, chúng ta có thể có cái sự điều chỉnh một chút. Chúng ta xem lại. Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 và phần 5. Như vậy, chúng ta đã thiết kế một cái slide PowerPoint về huấn luyện hội nhập gồm có 5 phần. Với chiều kim đồng hồ quay
thì chúng ta sẽ nhảy ra từng phần. Tổng quan và doanh nghiệp. Phần 2. Cơ cấu tổ chức. Phần 3. Quy định và thời gian làm việc. Phần 4. Chính sách và thu nhập. Và cuối cùng phần 5. Thăng tiến và lộ trình phát triển của người nhân viên. Như vậy, phần trình bày chia sẻ của Tâm tại vì công ty Balance thiết kế một cái slide huấn luyện hội nhập đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Các anh chị hãy like và subscribe kênh YouTube của Balance để cập nhật kịp thời những khóa học, những cái buổi chia sẻ mới của bên Balance. Và đặc biệt, các anh chị hãy xem mô tả và trang web bbalancer.com đăng ký là thành viên thì các anh chị sẽ nhận một cái slide PowerPoint này với đầy đủ cái animation để các anh chị có thể sử dụng được ngay và luôn. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị vào những khóa học, những cái buổi chia sẻ khác của công ty Balance. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị có những cái khóa học, những cái kiến thức mới. Hay ha. Hẹn gặp lại các anh chị. Hãy like và subscribe kênh YouTube nhé.